Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng như thường lệ là bữa Chủ Nhật mùng 9 tháng Chạp, thì chúng ta thường có những cái bài giảng. Thì tôi bắt đầu đi vào bài giảng về bài kinh 66. Rồi tôi xin thưa một chút xíu là pháp hội của chúng ta không có gốc, tức là không có nền tảng. Tôi giảng mệt muốn chết mà cuối cùng là chúng ta bắt đầu từ nay là nghỉ. Ba cái câu hỏi, ba cái bài giảng thì cái đó thuộc về trạch pháp đấy, tức là thuộc về đại học đó. Nhưng mà nhờ nhờ lúc mẫu giáo không rành, thế ra tôi thấy vô quá tệ. Tôi đi vòng vòng tôi thấy cái bản cũng Thiện Khánh viết đó. Tôi vô tôi coi là tôi ớn lạnh đó. Tôi nói trời ơi, không lẽ mà tệ như vậy. Tới chừng hỏi Phật tử thì không phải mình không, mà ai cũng vậy thôi. Cả tới cô Như Nhật, cô Lan Chi, ông Trương thì cũng vậy thôi. Ông đề trong đó là địa ngục, là coi cái sắc thân là ta, cái ngoài sắc thân là của ta. Sướng hồng, tôi có giảng giữa hồi nào đâu. Rồi tôi mới hỏi cô Như Nhật là tài đại tổng lâm á, vậy thì có bao nhiêu chứ địa ngục? Thì con nó có hai, địa ngục hữu gián và vô gián. Tôi nói địa ngục vô gián đó, tức là tôi thường giảng về vật lý, có bao nhiêu thứ. Thì không biết con cái sắc trần à, ngoài ra không còn cái gì nữa hết. Tôi nói trời ơi, con vô gián là sắc trần, tức là đôi giày, đôi dép, cái nón người ta, con trâu, con bò, con heo, con chó, thì là địa ngục vô gián. Thì đúng rồi, sắc trần. Nhưng mà vô gián có cái sắc trần không à? Bài kinh 66 rồi rõ ràng đó là chưa có cái biết mà chưa có sự sống được. Bọn Thiện Khánh đến thì đề lễ địa ngục, là coi cái sắc thân là ta, cái ngoài sắc thân là của ta. Địa ngục mà có sắc thân nhưng mà có cái biết nữa. Tôi đâu có giảng gì bao giờ. Địa ngục mà làm gì có cái biết, nó còn chưa có sự sống nữa mà. Còn địa ngục hữu gián thì có sự sống mà cũng chưa có cái biết nữa. Thì mà có cảm thọ thì đó là ngạ quỷ, chứ không còn là địa ngục nữa. Mà mình biết cuối cùng là có cái sắc trần. Còn thinh hương vị xúc, ông Trương thì có 5 cái sắc thinh hương vị xúc, chứ không có pháp. Pháp trần cũng là địa ngục chứ gì, cũng là trần, pháp trần. Nó tôi thấy cái nền tảng đó là mẫu giáo mà không rành, nó làm sao đi sâu vào cái bát nhã và tư tưởng. Chúng ta cất nhà lầu mà 100 tầng mà cái nền không có, mà nhất là ông Thiện Khánh đem ra giảng cho Phật tử nó mới ổn giảng sao. Phật tử mới vô thì chắc là cái địa ngục là coi cái thân là ta mà cái ngoài thân là của ta. Mà địa ngục làm gì có thân, mà làm gì biết là cái thân là ta, nó đâu có cái biết. Giảng vậy rồi làm sao? Nãy tôi quên tôi hỏi đây nữa, thì chắc ai cũng vậy thôi. Thì cô Như Nhật là trì nhất đó, nào là rõ nhất. Mà tôi hỏi cô có biết có một cái là sắc trần à, còn thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần. Ông Trương thì được 5 cái, nhưng mà pháp trần không phải là vật lý. Tôi nói chết. Tôi giảng cái này là gần đứt lưỡi tôi rồi đó. Nghĩa là tôi lập tới lập lui 4 đường ác hoài. Tôi chưa qua gió muốn đường thiện, bây giờ bắt trả bài lại. Thì thôi, tôi thấy giờ trở về kinh 66 à, không có trạch pháp nữa. Trạch pháp đó là cao giữa băng phân biệt giữa tư tưởng và bát nhã. Thì đó là lớp đại học đấy. Mà mẫu giáo không có thì làm sao qua đại học được. Thì Phật tử mừng lắm, làm thôi thao thao bất tuyệt. Mình đúng là tôi hỏi pháp hội chắc ai cũng vậy thôi. Thấy cô Như Nhật như vậy thì cái gì ở dưới này chắc cũng vậy thôi. Mà tính ông Thiện Khánh ông có dấu nước vậy thôi.
Nó tôi thấy là từ ở trên mà chắc là tôi cũng vậy thôi, mà tôi nhớ là tôi không có giảng vậy. Tôi còn nói địa ngục ở trong mình nữa. Là cứt mũi, ghèn, cứt ráy, phẫn, tiểu, mồ hôi. Đó là địa ngục, đâu có cái biết mà đâu có sự sống. Còn địa ngục hữu gián là sinh lý, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tim, can, tỳ, phế, thận. Ở ngoài là có cái, có sự sống. Vì có sự sống đó đó thì cảm giác ngạ quỷ mới mượn cái sinh lý để mà phát hiện ra cảm giác. Chứ sinh lý không phải là cảm giác, mà nó mượn sinh lý làm căn. Thì sinh lý này là ngạ quỷ. Tôi có giảng mấy lần mà. Thế mà hỏi lại không biết. Thì hôm nay tôi bắt đầu kêu trả bài kinh 66. Mấy cái ba câu hỏi đó, ba cái bài mà nói về Bát Nhã Tự Tưởng bỏ qua mới gì. Quá cao. Tôi thì tưởng là Phật tử hay quá, trả là thao thao bất tuyệt cho thí dụ đồng ngon. Mà có lẽ đó là cái đĩa thâu băng thôi, chứ không có sự trạch pháp ở trong đó. Tôi thì muốn người gì phải có sự trạch pháp. Mà tôi nghe thì dường như là có một số trả lời giống giống nhau à. Thì tôi biết là có cái rơ cũ, có cái khuôn khổ sẵn. Mà đạo Phật không phải là khuôn khổ. Khuôn khổ là trở về tư tưởng thôi. Mình có quyền nghe, có quyền tìm hiểu, rồi ăn rồi tiêu hóa, mình trả lời theo cái hiểu biết của mình. Thì Phật tử phải có cái đó. Mà đây tôi thấy là trả thì hay, mà dường như là nằm ở trong khuôn khổ. Có những người trả giống hệt nhau à. Có cho một cái thí dụ là hơi khác thôi, còn cái bài giỏi thì giống hệt. Tôi thì muốn quý vị qua Bát Nhã. Bát Nhã đâu phải là dễ. Bát Nhã là phải hiểu tư tưởng cho thật rành những cái chi tiết, những cái ngóc ngách, những cái hóc búa, những cái xảo trá của tư tưởng. Thì Bát Nhã phải rành. Rành chi vậy? Rành để rồi đứng lặng yên lặng nhìn nó thôi, không có cải sửa, không có phê phán, không có dính mắc nữa. Mà khi không rành tức là còn mờ mờ là dính mắc liền. Mà dính mắc là có vấn đề. Thì vấn đề là đau khổ, là phiền não. Thành ra cái Bát Nhã nó khó. Cái tư tưởng hiểu lờ mờ, rồi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, rồi hiểu không rành mới chạy trốn lên người trời. Còn nhập lưu phải hiểu từng cái ngóc ngách, từng cái hóc búa, từng cái xảo trá của tư tưởng. Mà hiểu rành rồi thì sao? Đứng lặng nhìn nó, không phê phán, không cải sửa, không chỉ trích gì hết. Thì cái đứng lặng lặng lẽ nhìn nó, cái này chính là Phật. Chứ đâu có Bát Nhã ở đâu. Mà tôi thường giảng nhiều ở Bát Nhã là cái thấy rõ. Còn tư tưởng là thấy lờ mờ. Lờ mờ đạo Phật thường kêu là vô minh. Mà bốn đường ác đó, cái vô minh là con lão tử đó kêu là hỗn độn. Mà trên đạo Phật thì kêu là vô minh, là lờ mờ. Nó nhiều danh từ lắm. Rồi bây giờ mình không hiểu được là sắc pháp là gồm bao nhiêu thứ. Rồi sinh lý là gồm có cái gì? Sinh lý trong thân mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Nghĩa là có sự sống mà cũng chưa có cái biết. Rồi bắt đầu là sinh lý, duyên khởi vật lý. Sinh lý là con mắt, duyên khởi với sắc trần. Thì bây giờ ngạ quỷ mới mượn cái sinh lý, chứ vật lý không có cái biết mà mượn làm cái gì, nó không có sự sống. Thì mới phát hiện được cái cảm giác lờ mờ của ngạ quỷ. Thì một vị nhập lưu phải rành cái này. Còn người trời thấy lờ mờ thôi, lờ mờ cho nên sợ chạy trốn, cải sửa lên khỏi người ra trời dục giới. Tôi giảng biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ kêu hỏi lại thì không biết. Còn hình cảnh thì cho địa ngục là có cái biết. Nhận cái biết là ta ngoài cái xác thân này đó là của ta. Mà địa ngục làm gì có xác thân mà làm gì có cái biết. Nếu cái biết là thành ngạ quỷ, thành súc sanh rồi. Mà là địa ngục vô gián nữa chứ, mà chết chứ. Mà địa ngục hữu gián thì không biết.
Tôi hỏi thì coi như Nhật thì biết có địa ngục là sắc trần thôi, còn thinh hương vị xúc không để ý tới. Như vậy là chỉ có con mắt tiếp xúc với sự vật thôi, lỗ tai không cần, cái lỗ mũi không cần, cái miệng không cần. Lỗ tai mà tiếp xúc với âm thanh, cái đó không phải vật lý sao? Tôi thấy là không phải ở đây mà khắp các nơi về vấn đề vật lý sinh lý không có rành căn với trần hỏi hết, cả mấy ông giảng sư nữa. Thì cái đó tôi không trách, nhưng mà quý vị cũng cũng thương tôi, là tôi cố gắng tôi lập tới lập lui hoài, quý vị cũng phải về ngồi thiền nghiền ngẫm nó để mà mình thấy những cái ngóc ngách hóc búa của tư tưởng thì thấy rõ nó thôi. Cứ giờ đi tìm Niết Bàn ở đâu? Niết Bàn là sự thấy rõ tất cả sự vật, mà thấy rõ thì không phê phán, không cải sửa, không chỉ trích. Mình bữa nay tôi bất ngờ tôi thấy thì có viết ở trển, tôi nói chắc mấy cô này cũng vậy thôi, cứ chừng đi gặp cô như Nhật thôi thì cũng vậy thôi. Rồi xuống gặp ông Trương thì khá hơn, có năm cái rồi ông Dân Linh gì đó cũng chả biết. Có thể hỏi ở Pháp Hội chắc cũng vậy đó. Mà cái đó tôi có giảng rồi, tôi giảng nhiều, tôi nói cái vật lý ở trong thân mình đó, thì tôi thí dụ là ghen, là cất ráy nè, cất mũi nào, phẫn là nước tiểu nè, cái đó là vật lý. Có sự sống đâu có cái biết đâu, có ngoài thì là vật lý của con mắt đó là sắc trần, có lỗ tai thinh trần sắc thinh hương vị xúc. Ông Chương đã biết có năm cái, còn pháp trần là không phải vật lý. Thường thường ở ngoài người ta không biết pháp trần là cái gì nữa, hỏi thử mấy người học ở trong ấy, mà cả giáo sư cũng vậy, mấy giảng sư đó tôi gặp tôi hỏi rồi, giảng sư mà tiến sĩ nữa, tiến sĩ Ấn Độ đó đang qua cũng không rành, trả bài trả rót rót như quý vị để trả bài, không ăn thua gì đâu. Mà phải biết rõ trong thân mình, pháp trần là cải sửa sắc tinh hương vị xúc cho nó rõ hơn. Thành ra sắc trần mà cải sửa thành ra pháp trần, thinh trần cải sửa thành ra pháp trần, hương trần cải sửa cho đó cũng là pháp trần. Pháp trần nó tóm hết mà nó nằm ở đâu? Nằm trên cái đầu. Còn sắc trần thì có con mắt thôi, hương trần là lỗ tai thôi, hương trần là lỗ mũi thôi. Còn mắt tai mũi lưỡi thân nằm ở đâu? Nằm trên cái đầu. Lên cái đầu thì cái đầu nó bao trùm hết, nó sửa lại cho rành thì cái đầu là cái gốc. Tôi có thí dụ rồi mà. Mình hư con mắt móc bỏ được, mình hư cái lỗ tai có thể điếc móc bỏ cái con cái màng nhĩ được, mình hư cái lỗ mũi cắt bỏ được, cái tai chặt được, chặt chân được, mà chặt cái đầu một cái là không còn. Tất cả đều nằm ở trên đầu hết, mắt tai mũi lưỡi đều nằm trên đầu hết. Mặc dầu cái đầu nó vẫn là đất nước lửa gió, nhưng mà vi tế hơn nó vẫn là phù trần căn. Nhưng mà phù trần căn có cái nó khác, phù trần căn của cây cỏ khác, của loài thú khác, của mình khác, của Đức Phật khác. Đức Phật không phải đất nước lửa gió sao? Nhưng mà cái thân ngài sắc vàng rồng đến là chúng ta thấy là mát lạnh và có mùi thơm. Còn mình ăn mặn không khéo mùi hôi rình. Tại sao cái sắc thân mà lại kỳ vậy? Như cái cô gì mà tụng kinh Hoa Nghiêm kiếp sau sanh lên đó, thì có người quả sen. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó, ngồi suy gẫm cho kỹ này. Tôi năn nỉ quý vị hoài, học cái đây thì phải về ngồi thiền, sắp xếp làm sao ít nhất 2 tiếng, mà bây giờ không được thì 15 phút cũng được. Tích thiểu thành ra một ngày 15, 15, mà khi mình có tu đó thì nó chiêu cảm lấy cái phước báo đến, thì cái hoàn cảnh nó sẽ cải sửa. Hoàn cảnh mà cải sửa là do nhận thức của mình, mà nhận thức được cao là do mình có giữ giới. Mà cái giữ giới là quan trọng nhất, là phải thân cận bậc thiện trí thức. Cái hoàn cảnh rất là quan trọng cho người sơ cơ, gần mực thì đen. Thì đó quý vị phải sắp xếp làm sao. Tôi năn nỉ là thường phải chọn bạn cho tốt. Muốn cho bạn tốt là lựa Phật tử trong này, người có tu mình ở gần mình biết liền.
Phật tử không phải người nào cũng tu đâu, có người tinh tấn, có người lười biếng, có người trình độ rất cao. Thì mình nên gần họ để mình học giáo pháp, để mình sống cái đời sống như họ. Đạo Phật không phải là nói chuyện không, mà là cái cuộc sống mới quan trọng. Mình kính Đức Phật đâu phải là Ngài nói pháp hay, mà Ngài nói đâu Ngài sống đó. Cái đời sống của Ngài mới là đáng kính. Mình bắt trước là bắt trước cái đời sống. Đạo Phật là đạo cuộc sống. Người giảng pháp là giảng ngay cuộc sống, là Ngài sống như vậy. Sống như vậy rồi mới hạnh phúc. Thì thôi bây giờ quý vị về học bài kinh 66 nghe không? Thì tôi năn nỉ quý vị ngoài học đây đó là mới có văn thôi, nghe thôi. Còn phải về suy nghĩ là tư. Mà suy nghĩ là phải thiền định. Mà thiền định bây giờ 2 tiếng không được thì 1 tiếng, 1 tiếng không được thì 15 phút. Nhưng mà cho bền. Một ngày ít rồi thì nào có hiểu biết của quý vị khá rồi, quý vị mới là cải sửa hoàn cảnh. Vì hoàn cảnh cải sửa không là do cái hiểu biết của mình. Con người hạnh phúc hay khổ đau là do cái hiểu biết, chứ không phải là cuộc sống. Mà cuộc sống mình có quyền cải sửa nó. Thành ra những người bị ma nhập, bị bệnh hoạn này kia lợi sinh tôi nói tôi không có làm được. Mà quý vị nghe lời tôi mà không hết, tôi chịu xuống địa ngục. Phải giữ giới, ăn chay 10 ngày, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, mà còn phải phóng sanh, bố thí nữa. Làm được không? Làm được thì hết bệnh lập tức, mà không được thì thôi. Cái sư làm sao chú nguyện con hết bệnh? Tôi nói cô làm bệnh mà có biết tôi chú nguyện. Chú nguyện làm sao được? Về sát sanh rồi trộm cắp đủ thứ hết thì con ăn nó chú nguyện. Tôi làm sao chú nguyện được? Mà giữ giới thì khó. Có nhiều người ăn 10 ngày chay không được, 2 ngày. Tôi nói ngày làm sao hết được? Đúng là phải chay trường. Mà chay trường thì khó, là Đức Phật giới hạn còn có 10 ngày. Nhưng mà người này là khó à, từ nay là giết người, loài thú lớn tuyệt đối không được giết. Mà loài thú lớn là gì? Từ gà, vịt, heo, chó trở lên. Thì có cái cô gì ở ngoại quốc về cử ra suốt đời hả sư? Chừng nào con hết bệnh con ăn lại được không? Tôi nói trời ơi sao mà thèm gì mà dữ vậy? Thì có ăn lại có bệnh nữa. Nói gì cái gì rồi cử được cái chó, gà, heo đó con cử được, chứ gà vịt tầm sao xử nó ngon quá. Tôi nói ngon thì bệnh cũng ngon, có gì đâu. Thì loài thú từ gà vịt trở lên là cái linh hồn nó rất mạnh. Thì có giết sát thân đến linh hồn nó đâu có chết được. Thì nó sẽ theo cô nó báo quán. Mình coi cái bài kinh mà mãi dương thủy xám hay liên án thì tối chính kiếp, mà còn theo đuổi để trả thù. Mình biết cái đó thì cái nghiệp báo là cái cõi ta bà này là mộng huyễn, nó có mà không thật. Nói vậy thì đâu có cần gì sứ, nó đâu có thật. Tôi nói không thật nhưng mà chiêm bao thì nó vẫn là thật. Khi mờ mờ thì có lục thú, mà khi tỉnh dậy thì không có gì hết. Mà cô tỉnh chưa? Tôi giảng này nhiều người là hiểu lầm tôi. Cũng như cái ông về thành phố gửi giấy về tôi, tôi nói là địa tạng không có, mà địa ngục cũng không có. Như vậy là bốn đường ác không có. Biểu tôi trả lời bằng thơ. Tôi nói tôi có trả lời bằng thơ. Vậy thì sư nói qua điện thoại, sư giảng là dành cho con. Tôi nói cô không được, tôi không có điện thoại. Tôi có thể giảng trong lúc pháp hội nào ông nghe đĩa lại. Tôi nói địa tạng không có hồi nào, mà tôi nói địa tạng có hồi nào. Tôi nói địa ngục không có hồi nào, mà tôi nói địa cục có hồi nào. Tôi không bao giờ tôi kết luận mà cái gì hết. Địa ngục có là có với chúng sanh ác, với cái trình độ đó. Cũng như là xì ke ma tí, sát sanh trộm cắp thì địa ngục có, là công an nó bắt nó vô. Thì vô đó là vô địa ngục. Còn người trời những quý vị lo tu giữ giới làm gì có địa ngục. Ai mà bắt mình có phạm gì đâu. Rồi nó có là có chúng sanh này mà không có chúng sanh khác. Rồi tam giới là không có. Nhưng mà khi đắc quả la hán thì tam giới mới là hết. Còn ấy thì vẫn còn trong tam giới. Đức Phật Ngài thì hiện ra thân mà Ngài cũng nằm trong tam giới. Ngài cũng bị trói
lăn đá dập chân ngài cũng đau nhức như tưởng. Ngài cũng nằm nghiêng một bên, ngài lắng nghe cái đó. Cảm giác ai không có, nhưng mà cái khổ là vĩnh viễn không có, mà khổ là do tư tưởng, cảm giác là do dây thần kinh. Nó có chỗ đó mà cái vụ mà chết là 8 tiếng mà mới được liệm thì trong này di thức rất là rành. Nó cái cô ở Sài Gòn ở Mỹ đó cũng dông về đây, nói là trời ơi 8 tiếng rồi tụi con chết rồi, đem hiến xác nó lại nó lấy liền, đâu có để 1-2 tiếng còn không được. Như vậy là thiêu, còn cảm giác tụi con sanh thì xuống súc sanh. Tôi mới giảng cái cổ nghe, bay từ bên Mỹ qua xuống Trà Vinh kiếm tôi mà không có, tôi ở Đà Lạt, lên tới Đà Lạt. Mà tôi đi tu tỉnh tôi đâu có tiếp chuyện. Năn nỉ nếu không tiếp là con không về. Vì cái này là cái sanh tử của con mà. Con là chán cõi ta bà, chán cái sanh già bên chết rồi, con muốn về cực lạc để con thành Phật. Bây giờ chướng ngại cái con là hiến xác là cái phát bồ đề tâm của con. Con nghĩ rằng mình chết là còn hiến cái xác giúp đồ, đồ cho đời. Mà bây giờ không giảng sanh là con hiến xác làm cái gì? Trời ơi, hiến xác để đồ xuống súc sanh. Khi mà nó mổ xẻ nó thử thì đau thấy mồ mà không gì không sân sao được. Tôi nói tôi có giảng cho cô nghe rồi, có nói ở đâu. Tôi nói nếu mà tôi giảng rồi đó mà, thì cô phải quỳ hương ạ, à. Còn không giảng thì tôi quỳ hương. Thì Phật tử ở đây cũng vậy, giờ nói vậy là tôi có giảng rồi chứ. Giờ trả lời thì trả vậy đó. Tôi đã từng giảng ra là địa ngục vô gián là vật lý. Mà tôi đã nói vật lý là chưa có cái biết mà chưa có sự sống. Bây giờ ông tổ sư thì nói vật lý là có cái thân bên ngoài, cái thân bên trong, thân rất có nhận nhận cái thân bên trong là ta, cái thân bên ngoài đó là của ta. Làm gì nó có thân mà làm gì nó có cái biết. Nó vật lý mà không có sự sống, không có cái biết sinh lý nó còn có sự sống. Rồi ngài quỷ nó mượn sự sống đó là cái căn để mà phát hiện ra cái cảm giác, thì cái này không kêu là địa ngục nữa mà kêu là ngạ quỷ. Rồi bắt đầu có tư tưởng phân biệt lờ mờ thì kêu không kêu là ngạ quỷ mà kêu là súc sanh. Rồi khi có tư tưởng phân biệt mà lại có mạt na ý chí đắn đo lựa chọn để cải sửa thì kêu là người. Tôi giảng rất rành mà. Thế mà quý vị về không chịu trạch pháp giảng qua rồi thôi. Tới chừng hỏi đây cái cuộc sống thì trả lời tùm lum hết trơn. Tôi tưởng đâu một người mà hầu hết gì dương nhất cũng lọt trong đó. Tên là đại cao thủ không. Tôi gặp cô Như Nhật tôi hỏi thử là sao. Thì cô có một cái sắc trần à? Vật lý có một cái sắc trần à? Còn thinh hương vị xúc không phải. Ông Trường thì có 5 cái sắc thinh hương vị xúc pháp không phải. Có 5 thôi. Còn dâng lên thì quên. Nhắc ra thì nhớ. Trời ơi tội nghiệp tôi chứ. Thương tôi thì phải cố gắng ngồi thiền, ọc ra rồi nghiền ngẫm rồi trở thành là xương thịt máu mủ của mình, rồi phải nghiền ngẫm tới lui cho thấy thật rõ, thấy thật rõ là nhập luôn. Còn như vậy là thấy lờ mờ, lờ mờ thì chạy trốn lên cõi người trời nữa thì lẫn quẩn. Mà người trời ta giảng ta cũng hiểu khá, quý vị là hiểu vậy là người trời thôi, thấy lờ mờ. Nên vật lý mà chỉ có sắc trần không. Còn được cái là sắc thinh hương vị xúc mà pháp trần không phải vật lý. Như vậy là hiểu lờ mờ. Còn nhập lưu ta hiểu rất rành. Bởi đây là tôi muốn đưa quý vị tới nhập lưu và tôi nói những cái ngóc ngách, những cái hóc búa, những cái giả trá của tư tưởng để mình thấy thật rõ. Tôi đã nói là cảm giác đưa tới dễ chịu, khó chịu, không dễ. Cảm giác có ba, cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Rồi chính tư tưởng mới là quan trọng. Nguyên nhân của luân hồi sanh tử chính là tư tưởng. Tư tưởng mới đưa tới cái khổ, cái phiền não. Tư tưởng là vấn đề, cảm giác đâu có vấn đề. Ai mà không có cảm giác, Đức Phật cũng có cảm giác. Ăn đói là ngài cũng biết đói, ăn ngon ngài cũng biết ngon. Nhưng mà không có tư tưởng là ăn ngon là dính mắt, không có vụ đó. Còn mình thấy cái cảm giác dễ chịu của mình muốn giữ cho nó lâu,
Thì muốn giữ đây là tư tưởng, tìm cách để giữ cảm giác dễ chịu. Mà hãy giữ được thì tham, mà giữ không được thì sân. Rồi cảm giác khó chịu mình một cách mà đẩy nó đi. Mà đẩy được thì tham, mà đẩy không được thì sân. Đức Phật cũng có cảm giác khó chịu, dễ chịu. Nhưng mà dễ chịu Ngài lắng nghe cái dễ chịu, Ngài biết cái cảm giác dễ chịu. Nhưng mà cái biết là Ngài chứ cái cảm giác không phải Ngài. Nó từ cái biết này nó duyên khởi ra. Tôi giảng mấy chục lần thì Ngài cứ để y chang vậy, Ngài đâu có cần, Ngài đâu phải là cảm giác. Ngài biết là có cảm giác dễ chịu, thì cái biết mới là Ngài. Còn cái cảm giác là nó duyên khởi từ cái biết này ra. Nhưng mà thực chứng thì lâu, nhưng mà bà hiểu cho nó rành vậy đi. Rồi nhồi tới nhồi lui hoài thì mình biết rõ cái ngóc ngách, cái hóc búa, cái xảo trá tư tưởng. Khi biết rõ như vậy rồi thì vô tình là qua nhập lưu. Chứ bây giờ tìm nhập lưu ở đâu bây giờ? Tìm thấy ở trong cái lạc thọ, khổ thọ, cái đau khổ này sẽ thấy có cái Bồ Đề Niết Bàn ngay trong đó. Thì thôi bây giờ chúng ta trở lại bài kinh 66. Rồi sau đó quý vị trả bài. Trả bài kinh 66 này thì ai cũng phải trả hết. Tôi không có lựa người nữa. Cái bài cái đầu tiên là dễ vô cùng. Thì có 6 chứng. Thì trong đó có sẵn rồi. Cái thứ hai là trình bày 36 pháp. Vô duyên con mắt, vô duyên sắc trần có hiện nhãn thức để người gỡ ba pháp này. Xúc vô xúc là tỏ, vô duyên tỏ là ái. Rồi dưới này bài trầu dọc là mắt tai mũi lưỡi thân ốc sắc thinh hương vị xúc pháp. Đó là phần thứ hai. Rồi phần thứ ba là chứng minh 36 pháp này là vô ngã. Thì trong kinh cũng có sẵn. Chúng ta thấy sự duyên khởi của 36 pháp. Thì nói như 36 pháp này là có ngã không đúng, vì mình thấy rõ sự sinh diệt của nó. Nếu nói mà 36 pháp là có ngã thì chân ngã là sinh diệt, do đó không hợp lý. Cái nó có rõ, nói rất là rắn rắn tắt, nhưng mà mình khi giải thích phải giải cho rành. Đó là phần thứ ba. Phần thứ tư là nếu ai nhận 36 pháp này là tập khởi. 36 pháp là ta, là của ta, tự ngã của ta, tập khởi thân kiến. Đoạn diệt thân kiến là thấy không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã. Chỗ này là chỗ lầm nhiều. Đoạn diệt là quán sát rồi tổng hợp nó, rồi phân tích nó. Như vậy là pháp môn đối trị. Lặng lẽ thấy sự chuyển biến của 36 pháp. Vì cái lặng lẽ này chính là Phật. Còn bây giờ người trời thấy lờ mờ mới phân tích 36 pháp này. Nó là do duyên hợp lại. Thì cái này thế giới chu kỳ. Thì được, sợ nó quá mới chạy lên khỏi người trời nữa. Thì có người trời thấy không ổn thì chạy lên cõi trời dục sắc giới, rồi không ổn chạy lên cõi trời vô sắc. Còn khi mình quán sát kỹ như vậy rồi thì mình không chạy đâu hết đó. Còn quán sát không kỹ, mình ở bốn đường ác thời gian, cái mình dính mắt mình xuống bốn đường ác. Cũng như tôi bây giờ cho vô nhà tướng điên thời gian là tôi thành điên luôn. Còn nếu gì nhập lưu vô bất lai a la hán, ta vô trong đó thì ta vẫn là a la hán, ta đâu có điên được. Ta vô để độ mấy người ở địa ngục. Thì quý vị đi coi nhà thương điên ở Biên Hòa, quý vị mới thấy ớn. Nó đâu có biết cái gì đâu, nó là vật lý sinh lý mà nó ăn cứt luôn, nó hiểu ra, nó bốc nạn rồi nó nhét cho mấy người vô trong đó ở. Gặp tôi vậy thời gian chắc tôi thành địa ngục luôn, tôi cũng điên luôn. Chỉ có mấy Bồ Tát Thánh như A-la-hán trở lên thì mới có thể vào mà đưa người ta thấy nó rõ. Người ta có thể ăn cứt, có thể ăn sắc, có thể này kia, nhưng mà ta nhìn nó, cái nhìn nó khác. Ta tỉnh thức, ta ăn cách tự tại. Còn cái địa ngục thì nó ăn cái đó, nó cho đó là món ăn ngon của nó. Cũng như con giòi ở trong đống phấn. Có hai người bạn tu, một người sanh lên cõi trời, người đó thì xuống thành con giòi. Ông kia lên cõi trời mới dòm thấy ông bạn, kiếm hoài mới thấy ông nằm có trong giòi trên đống phấn, mới xuống kêu tên ông nói tôi. Sao anh ở trên đống phấn
Anh nghe lời tôi niệm Phật đi để sanh về cõi trời. Nó tôi ông đi đi, tôi ở trên đồ ăn ngon muốn chết mồ đây mà nói là cái gì đâu. Tôi không đi đâu, tôi ở trên đồ ăn đủ đồ ăn ngon hết là cái phận nghĩa đó. Ông nằm trên đống phận, ông ăn ba mươi phận, ông thấy thích thú. Tôi thấy an lạc thích thú vô cùng. Anh nói là coi cõi nào, anh nói cõi nào thì kể anh. Tôi cứ ở cõi này đủ vật chất cho tôi ăn, tôi hưởng thọ khoái lạc. Đầu hàng thôi. Là nó cõi này cũng có người vậy đó. Có người mà ở bốn đường ác, nhậu nhẹt say sưa mà nói họ sai, họ không chịu quá. Tôi rất là làm hứng thú ở trong cõi đầu, uống rượu vô là tất cả con mây có đồ biết vậy đâu. Thành là cái ông tảng đà vậy đó, dưới say sưa nghĩ cũng muốn chừa, muốn chừa nhưng tỉnh lại hay ưa, hai ưa nên ngồi không chừa được, chừa được rồi ra cũng chẳng chừa. Nó thích thú quá mà. Đất sai đất cũng lăn quay, mà trời sai mặt cũng đỏ gai ai cười. Tôi sai mặt trời cũng sai. Mà chữa cho cái ngu si của mình thì chịu thôi, tại cái trình độ họ như vậy. Thành ra giờ trở lại mình phải biết cái trình độ của mẫu giáo. Chỉ vậy để đừng dính mắc nó. Còn quý vị lờ mờ, quý vị giọt lên cõi người trời, quý vị trả bài thao thao bất tuyệt. Mà là cái máy thâu băng, quý vị trả lời cái băng đó trả lời. Nhưng mà trả nợ quý thần thôi. Có người còn không thuộc nữa à, đem tờ giấy ra đọc. Mà đọc cà trật cà ruột rồi rặn đã từ chữ, tức là không có coi trước. Chết rồi đi học Pháp mà để như vậy là chết rồi. Mình không có vì sự sanh tử mà nghe Pháp, mà vì cái ngã, cái ta của mình để mà cho người ta biết rằng mình ngon lắm. Tôi khen một cái là nở mặt, mà tôi chê một cái là thôi khổ sở. Cứ sợ ngoài, sợ tôi mà không sợ mình. Cái đáng sợ nhất đó chính là ta. Cái gì đó, cái đó thì ai cũng nói được, nhưng mà làm thì không làm được. Tôi chê một chút là quý vị khổ, rồi tôi khen một cái nở mặt bằng cái nia. Chúng ta phải biết sống trở về mình, tôi đã nói rồi. Trong thân mình có đủ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, và có đủ người trời, có đủ niết bàn là Phật cũng nơi trong xác thân này. Chỉ đổi cái nhận thức thôi. Mà nhận thức mà không chịu đổi. Tôi trả bài rót rót ngay sư khen cái ngon à, cái đó là tôi, là của tôi biết vậy là tôi hơn Phật tử khác rồi. Sao mình nó hơn mình? Từ nay Phật tử nên trở về với mình. Tôi đã năn nỉ mấy lần rồi. Thì học 15 hạng chúng sanh này, chúng ta sẽ biết mình ở địa vị nào. Mà biết một cách rõ ràng á, chứ không phải biết lờ mờ rồi cứ chạy trốn lên là không được. Thành ra tôi năn nỉ quý vị là từ nay chúng ta bắt đầu trả bài kinh 66. Thì trong đó là có đủ hết trơn, có 6 phần thôi. Phần đầu là nói về 6 chứng, rồi thứ hai là trình bày 36 pháp, rồi thứ ba là 36 pháp là vô ngã, thứ tư là 36 pháp là nhập lưu, tức là không chấp nhận nữa, dứt thân kiến, tức là nhập lưu. Rồi cái thứ tư, cái thứ năm nữa là dứt tham sân si, tham dục như sân. Cái thứ năm là dứt cả bất lạc bất khổ thọ. Rồi cuối cùng kết luận là 60 vị đắc quả là hai. Quý vị cũng có quyền đắc quả chứ, quý vị phải sống thật đi rồi nó cũng đắc quả thôi. Nó khó thì khó thiệt. Cái núi thì nó cao nhưng mà ý chí mình cao hơn núi. Thì cái gì không làm được. Thì quý vị cố gắng là cái bài này là tôi thấy bài kinh 66 người nào cũng phải trả hết. Nghĩa là không có lựa chọn. Tới câu thứ hai là tôi lựa. Giải thích về 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái. Nó khác nhau thế nào và cho thí dụ. Nhãn thức, rồi nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, tới 6 cái. Thì cái này là một số đặc biệt mới trả thôi. Còn lâu mơ là chỉ nghe qua rồi sao hãy trả sao. Thì cái bài kinh 66 này khẳng những Phật tử mà tôi kêu cả quý sư nữa. Sư nào cũng vậy, từ tỳ kheo cho tới sa di tới tập sự. Nó là cái
cái nền tảng, cái sanh tử của mình. Còn qua câu hỏi thứ nhất là nói về nhận xuất người thức tọa thì tôi không dám kêu đâu. Cái này thì có ạ. Còn cái trả này thì dễ dàng thôi, mà Phật tử nào cũng phải nằm lòng. Thì nói là 15 mạng chúng sanh nằm trong đó, 15 mạng chúng sanh chúng ta phải nằm lòng. Vì nói là con đường sanh tử của mình vô đây nghe Pháp là vì sự sanh tử mà nghe Pháp, chứ không phải khoe cái danh của mình. Tôi ra giảng sư tôi dạy cho cả đống, mà cuối cùng cái nền tảng tôi không biết. Thì thôi bây giờ chúng ta lật cái bài kinh 66 ra, tôi giảng theo đó, rồi sau đó chúng ta trả bài. Thì quý vị lật cái bài kinh 66 ha, tôi giảng sơ, rồi quý vị trả bài theo cái bài kinh này. Phần dẫn nhập có 6 chứng thì chúng ta biết rồi. Một là vào một thở nọ, tức là thời gian tại tỉnh xá cấp cô độc rừng Cây Đà, thành xá vệ là không gian. Đức Thế Tôn giảng là người giảng. Một hai 1250 vị tỳ kheo nghe là giảng cho ai và giảng cái gì, là bài giảng là kinh 66. Nội dung là giải thoát sơ thiện hậu thiện, trung thiện hậu thiện, phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Tức là cái kinh nào của Đức Phật cũng đưa tới là giải thoát, tức là A-la-hán và Như Lai thôi. Thì cái này cũng vậy thôi. Phần thứ hai là trình bày kinh 66. Thì cái câu đầu là khó đó. Có 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái. Còn đi xuống đó, 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Rồi 6 trần là sắc, thinh, nhận, vị, xúc, pháp. 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức. 6 xúc là cũng nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc. 6 thọ, 6 ái cũng vậy. Thì quý vị phải trả theo chiều dọc và chiều ngang. Không có cầm giấy nha, trả thuộc lòng á, ra ngoài đây trả. Bất cứ người nào cũng trả được đó, đây là không có lựa nữa. Rồi qua câu hỏi số 1 thì bắt đầu tôi lựa, cái đó là khó đấy. Còn phần thứ 3 là 66 là vô ngã, tức là 36 pháp là vô ngã. Nếu nói 36 pháp là tự ngã, tức là chân ngã đấy, Niết bàn đấy, không hợp lý. Sự sanh và diệt của 36 pháp được thấy. Sanh diệt đây mình phải giảng à, sanh diệt chu kỳ, sanh diệt sát na. Thì cái nào cũng sanh diệt thôi, một cái sanh diệt thần tốc, tức là nhân quả đồng thời, một cái sanh diệt nhân quả khác thời. Vậy thì tự ngã tức là chân ngã chân như sanh diệt, do đó không hợp lý. Thì cái này phải học thuộc lòng. Thứ tư là sự tập khởi về đoạn diệt thân kiến. Thì cái này đắc quả nhập lưu đấy. Nếu ai quán 36 pháp là tôi của tôi, tự ngã của tôi sẽ tập khởi thân kiến. Ngược lại nếu ai quán 36 pháp là không tôi, không của tôi, không tự ngã của tôi sẽ đoạn diệt thân kiến. Thì thân kiến là cái đầu, thân kiến với cánh thủ nghi. Dứt được cái này là đi vào quả đầu tiên. Hơn là được sanh cõi trời, hơn được chủ sanh thống lãnh cõi đất, hơn chủ trì võ trụ quá dự lưu tối thắng. Nói một cái tập khởi và đoạn diệt là chúng ta bắt đầu đi vào giải thoát đầu tiên, cũng là giải thoát cuối cùng. Tôi có giảng nhiều lần rồi. Cái thứ năm là sự tập khởi và đoạn tận tham sân si. Khi mà dứt thân kiến rồi thì có cái nhìn trực giác, tức là cái nhìn giải thoát. Từ đây là chúng ta đi vào cảm giác, cái kia là sát thân, tới cảm giác, tới tư tưởng. Cảm giác là nhất vãng lai, bất lai, tư tưởng là A-la-hán, có nhiêu đó thôi. Thành ra do duyên sáu nội xứ, do duyên sáu ngoại xứ, phát khởi sáu thân thức. Điểm gặp gỡ có ba pháp này là xúc, do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Thọ có ba, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Sự tập khởi tham sân si, nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà quan nghĩ tán tán trú ở ái trước, thì tham tỳ miên sẽ tỳ tăng. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn than gian than khóc, đập ngực rơi vào bất tỉnh, thì sân tỳ miên sẽ tỳ tăng. Quý vị phải học thuộc cái này, thấy không? Đằng sau này quý vị trả bài, quý vị thấy nó có thứ lớp trong đó. Rồi nếu quý vị tu cũng có thứ lớp, nhập lưu rồi qua nhất vãng lai bất lai. Nếu ai cảm xúc với bất lạc, với khổ thọ mà không như thật biết,
sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi các cảm thọ ấy thì vô minh tùy miên sẽ tùy tan. Cái này là qua tới A-la-hán đây. Tới phần thứ năm, đoạn diệt tham sân si, cũng hai cái ba cái cảm thọ đó thôi. Nếu ai cảm xúc lạc thọ mà không quan hỷ, không tán thán, không trú ở, không ái trước thì tham tùy miên không tùy tan. Thì cái này có hai cái, một cái của tư tưởng và cái của bát nhã. Cái tư tưởng là thấy lờ mờ và chảy trốn, cái bát nhã là thấy rõ không chảy đâu hết. Thì hai cái nó quý vị phải rành nó. Thì chúng ta sẽ giảng cái này, tôi đã giảng qua mấy lần rồi, tức là gần 30 năm rồi đó. Tôi ở đây năm 83 tôi bắt đầu giảng qua bài kinh này. Rồi sau này 2-3 năm tôi nghỉ rồi tôi giảng lại. Rồi 2-3 năm tôi nghỉ giảng lại lần thứ 3. Rồi kỳ này là lần thứ 4. Kỳ này là phải chấm dứt đó. Kỳ này là tôi đi sâu á. Nhưng mà tôi hơi thất bại hồi nãy là tôi gặp cái bản của Thiện Cánh. Gặp tên là Tài Đại Sư không. Rồi gặp cho Như Nhật nữa. Rồi gặp ông Trương nữa xuống này tôi nói trời vậy là chết tôi. Cái này là tôi giảng tới giảng lui rồi. Tôi muốn qua cái nhất giảng lai bất lai mà giờ cái nhập lưu cũng chưa xong. Bốn đường ác cũng chưa xong. Giữa cái lờ mờ và cái sáng tỏ cái gì cũng làm chưa xong. Thì bởi vậy là ba cái bài giảng mà trạch pháp giữa tư tưởng và bát nhã nó thuộc về đại học cả. Mình phải có một cái nhìn thấy rõ, bởi vì trả bài rất hay. Mà tôi không ngờ là cái đĩa thâu băng, chứ còn không có cái sự sáng tạo. Không có sự sáng tạo. À, tôi nghe hoài tôi thấy có nhiều người trả giống hệt nhau à. Tôi nói lại là có cái khuôn khổ. Mà khuôn khổ là trở về tư tưởng. Mình có thể nghe, có thể trạch pháp, rồi cuối cùng mình trình bày theo cái hiểu biết của mình. Thì đây có cái cổ gấm đó, thì tương đối là cổ trả không giống ai trơn á. Giống của cổ thôi. Thì tôi nói là cái đặc sản của cổ. Ít ra cũng phải vậy. Mình có quyền nghe học hỏi hết, nhưng mà khi trả là trả theo cái hiểu biết của mình. Cũng vậy trong kinh này, như tôi quý sư trách tôi hoài, mà thượng đầy tôi hoài. Sư nói sư sửa kinh hết. Tôi nói là tôi nói trong cuộc sống làm sao cho sáng tỏ thôi. Còn kinh hay không kinh đối với tôi không thành vấn đề. Thành ra tôi mà qua bên Tích Lan giảng là bị đuổi xuống liền. Muốn giảng cái gì phải lấy lời Phật rồi mới bắt đầu giảng. Còn giảng mà không có Phật, không có gì đó, theo cái hiểu biết của mình. Cũng trong kinh, nhưng mà tôi giảng theo cái hiểu biết của tôi. Tôi không nhớ kinh. Cũng coi kinh qua rồi tôi có sáng tạo, tôi giảng theo cái hiểu biết của tôi. Nhưng mà nó rất là sáng tỏ. Bởi vì Đức Phật giảng kinh là cái gì? Kinh là cuộc sống. Cuộc sống là niết bàn. Nếu mình hiểu cuộc sống là cho rành thì mình là Phật. Còn hiểu lờ mờ thì mình thành địa ngục hoặc người trời mà cải sửa hoài. Khi hiểu biết rồi là mình không cải sửa, không có chỉ trích, không phê phán, không có thêm, không bớt, không chạy trốn, mà còn đứng nhìn mọi sự vật như là mọi sự vật. Tôi thấy Phật tử trả cái đó rất hay đó. Tôi tưởng là chắc quý vị làm được. Nhìn mọi sự vật biến chuyển như là mọi sự vật. Đừng phê phán, đừng chỉ trích, đừng chạy trốn, đừng xen vào. Phật tử nói rất hay. Mà hay quá thành ra dở, không có cái thực chứng. Thành ra vậy tôi phải trở lại mẫu giáo, tức là quý vị phải trả cái này. Rồi quý vị phải trạch pháp, có thể trao đổi với quý vị trên mình. Nhưng mà khi làm là phải tự mình làm. Thành ra cái câu đầu là khó nhất. Cho thí dụ và nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái. Rồi thí dụ và nhĩ thức, nhĩ xúc, nhĩ thọ, nhĩ ái. Rồi tỷ thức, tỷ thọ, tỷ ái. Tới sáu cái đó. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Rồi tới ý. Ý nó cũng là vật lý thôi. Không? Thì quý vị phải mỗi người làm lấy, cho không có bắt trước cái thí dụ của ai hết đó. Cuộc sống mình hàng tỷ tỷ thí dụ. Nó bắt trước là đâu được. Cũng như quý vị coi cái quyển Na Tiên Tỳ Kheo vua Minh Đăng Đà. Ông vua ông hỏi độc đáo đó.
Bạch Đại Đức cho thí dụ. Đại Đức cho thêm cái thí dụ số 2. Đại Đức cho thêm thí dụ thứ 3. Đại Đức cho thêm thí dụ thứ 4. Nhưng mà thí dụ vậy là rành rồi. Còn quý vị ăn cắp cái thí dụ người ta, cái y chang vậy, cuộc đời không lẽ có một cái cuộc sống đó sao? Nó vô vàng, thấy không? Thành ra đoạn diệt tham sân si, nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà không quan hỷ, không tán thán, không trú ở, không ái trước, thì tham tùy miên không tùy tăng. Mà tham tùy miên không tùy tăng thì đắc quả nhất vãng lai và bất lai. Rồi nếu ai cảm xúc với khổ tọa mà không sầu muộn, không than gian, không than khóc, không đập ngực rơi vào bất tỉnh, thì sân tùy miên không tùy tăng. Thì tham sân nó đi liền với nhau. Nhưng mà nên nhớ, chúng ta phải học cái năm truyền cái tôi cũng giảng rồi, và học cái tứ thiền, thì cái sân nó dễ trừ hơn cái tham. Tới bất lai đó, tới tam thiền thì cái sân hết rồi, nhưng mà cái tham còn. Còn tham tứ thiền, nhưng mà tới bất lai thì không có cảm thọ nữa. Tới tứ thiền là sống hoàn toàn tư tưởng, nhưng mà còn thích tứ thiền là còn kẹt vào cái tham. Nhưng mà tứ thiền thì không có cảm giác. Thành ra cái sân là chấm dứt, sân là do cảm giác, còn cái tham là do tư tưởng. Thành ra quý vị có thể có cảm giác mà không có tư tưởng thì cái này là quý vị bắt đầu qua thánh quả, mà không được. Thường thường cảm giác là đi với tư tưởng. Để tôi đau nhức quá thì cái tư tưởng bắt đầu nổi lên, cái cảm giác đau là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Còn nếu mà lắng nghe cái cảm giác đau này thì cái lắng nghe là biết có cảm giác đau, nhưng mà cái biết không phải là đau, không phải tôi, không phải tự, thì bắt đầu ngay là thánh quả. Nhưng mà làm được hay không còn lâu, thì cái đó chúng ta phải qua tam thiền là tứ thiền. Quý vị muốn nhận được cái bất tử, ít nhất quý vị phải qua nhị thiền, thì có thiện tri thức quý vị sẽ lắng nghe được, còn không đừng trông mong. Mà nhị thiền là cái gì? Niệm Phật khỏi đếm, niệm thật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm là còn chưa có làm gì được hết. Tức là tôi giảng cái sơ thiền rất rành, phân nửa bên trong, phân nửa bên ngoài. Khi mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 mà nghĩ tới niệm Phật thì đó là bên trong. Khi nó phóng ra là nó trở về cõi dục ở sát thân bên ngoài, rồi phải kéo trở về, thì cái này là còn tạp niệm. Thế mà ông thiền khách giảng cũng không rành cái chỗ này. Ông giảng cái sơ thiền sau đó tức coi tôi nói trời ơi, giảng như vậy là chết rồi. Hôm trước mấy kia ông trình bày rất sáng tỏ, nhưng mà đi vô chi tiết thì là kẹt. Nó khó, không phải dễ đâu. Rồi thì ơi, quý vị coi ha, cái bảng ở dưới cỏ tôi coi tôi lắc đầu rồi nói trời ơi, ông giảng hay quá, giờ vô tới sâu rồi ông lại tùm lum hết trơn. Một cái thứ C, nếu ai cảm xúc bất lạc bất khổ thọ, cái này là khó đó. Bất lạc bất khổ thọ thuộc về tứ thiền. Chứ tam thiền chưa có bất lạc. Bất lạc đây là tôi nói bất lạc là cái cảm giác bất lạc. Có bất lạc mà cái địa ngục nó khác, có bất lạc người trời nó khác nữa à. Cái bất lạc bất khổ thọ là cả một cái vấn đề, nó thuộc về vô minh. Mà vô minh địa ngục khác, vô minh của ngạ quỷ súc sanh Atula khác, vô minh của cõi người trời dục giới khác, vô minh của sơ nhị tam thiền khác, vô minh của tứ thiền nó khác, còn vô minh của nhập lưu nhất vãng lai bất lai khác. Cái đó là chúng ta đi sâu ạ. À, hôm trước tôi có giảng mà làm như nó không đầy đủ lắm, nó không rõ ràng lắm, tôi phải giảng lại. Thì kỳ này là giảng rành hết trơn đó. Nhưng mà tôi dội một cái là mới vô cái mẫu giáo là quý vị không có nắm vững. Thành ra quý vị phải thương tôi là cố gắng trả bài. Cố gắng trả bài. Quý vị trả bài cái tôi biết cái trình độ liền. Tôi là tính dí nữa đó. Nhưng mà tôi sợ quý vị mắc cỡ rồi quý vị không vô nữa. Tôi dí thì 10 người rồi kẹt hết chín rồi. Nhưng mà có dí quý vị mới đi vào sâu được. Trả trả tôi thấy nhiều chỗ trật mà tôi không dám nói. Có gặp riêng tôi đó thì tôi dí nó thì sáng tỏ. Nhưng mà vậy tôi làm sao có sức khỏe. Dí là dí cả đại chúng vậy chứ. Mà dí đại tài tính thì cái mặt con đâu còn nữa. Mất mặt con.
Tôi sợ đừng có gì nổi sân rồi, nổi sân đùng đùng lên là mệt cho tôi rồi. Tôi để vậy tôi không dám hỏi. Khi nào rạch kiên đó tôi mới hỏi. Rạch kiên thì tôi gặp một vài người giỏi thôi, còn mấy người thường thường thì tôi phải đầu hàng thôi. Tôi nói học với mấy người cao hơn mình để có cái trình độ tương đương, rồi thỉnh thoảng tôi gặp riêng đó tôi dí à, thì ít mất mặt, bởi vì có tôi sư với con với hai ba người bạn nữa thôi, còn cả một cái đại chúng gì mà sư dí tụi con thì còn mặt mũi con làm sao vô đây, con làm sao dám nhìn người bạn nữa, cái mặt mình bự cỡ nào lắm, mới làm sao mình trừ bỏ cái ngã của mình chứ. Muốn nổi tiếng mình sợ sư sợ Phật tử mà không sợ mình, người đáng sợ nhất chính là mình. Vậy đâu có học cái đó gì thuộc lòng hết mà, nhưng mà áp dụng vào cuộc sống thì mà thật sự à, nếu mà như vậy là phải bất lai A-la-hán mới được. Tôi cũng biết, biết là biết thuộc lòng thôi, nhưng đụng tới cái ngã là không được. Cũng như tôi có ví dụ ông đệ tử gì đó ngồi thiền thấy mình vô tam thiền, tưởng đâu tam thiền là bất lai, cứ đem cái dao lại cho ông thầy là có thể đánh chửi đâm mình chết cũng được. Rồi hỏi gì chứ, con ăn điểm tâm chưa? Nói chưa. Ra ăn điểm tâm. Nó không, con không cần ăn, thầy chứng minh cho con đi là con đắc quả thánh thứ ba thì con mới đi ăn, còn không là con không. Cái ông thầy thấy là nói gì nói nó cũng biểu mình chứng mà, nhưng mà làm sao ứng chứng, nó nói vậy cho nó con bữa nay con ngậm thấy an lạc vô cùng, an lạc luôn 2 3 ngày mà chưa hết thì nhất định là chắc con phải vào thánh quả, ít nhất cũng là bất lai. Ông thầy hỏi ăn điểm tâm chưa? Nói chưa, con không cần ăn, thầy chứng minh cho con đây là con dao, thầy có thể đâm con chết con vẫn mỉm cười. Ông thầy thấy có chú này khó nói đó. Nó đòi chứng minh thôi mà mình chưa thử nó gì hết là làm sao biết nó đắc quả thánh. Rồi hỏi gì con lại Phật chưa? Con cũng chưa lại, con vô thầy chứng minh thì con mới lên lại Phật. Nói thôi giờ con lên lễ Phật đi, rồi xuống là thầy chứng minh cho. Thì ông này thấy lễ Phật đâu có gì lâu, ăn thì điểm tâm thì lâu, lên lại Phật cái xuống thầy cũng chứng minh mày bất lai thì ngon quá rồi. Mới chạy lên lễ Phật thì ông thầy mới kêu chú tiểu nó vô, nó đừng có rửa tay, thì kêu nó vô gặp thầy liền, thầy có cần nói chuyện gấp, đừng có rửa tay rửa chân gì hết đó. Thì nó đang làm ở ngoài đồng đó mà, cào cuốc và trồng cây nào kia để mà lo cho chùa. Chú tiểu mà giữ đuổi quả, nó vô tay chân dính sình bùn không. Thầy mới kê tay nói nhỏ, thì nó mới chạy lên chánh điện, nó thấy ông sư huynh đó, nó cư sĩ mà tưởng đâu mình đắc quả thánh thứ ba. Rồi ông cư sĩ là bữa nay tính lễ ông thầy mặc áo mới tinh, may đổ đồ mới mà được khu bỏ nhà, bữa nay mình đắc thánh quả thứ ba rồi. Thì ông mới trải cái áo dài như quý vị, cái áo cái đuôi trải ra ngoài gạch, lễ đàng hoàng, lễ chậm rãi cho có hạnh mà. Thánh thứ ba là phải làm gì từ tốn, có hạnh kiểm này kia. Thì ông này chạy thịt thịt lên để dòm coi, dòm thấy cái chú tiểu tay chân sinh bùm không. Thì nó chết cha, cái áo mình trắng tanh vậy mà nó đạp cái là chết, kéo trở vô. Thì chú tiểu này không biết vô tình hay là hết sức cố ý, không biết, có lẽ là vừa vô tình mà vừa cố ý, vì ông thầy dặn mà. Nó chạy lên cái nó dẫm cái chân lên cái áo dài của chú kia kéo vô sát mình, rồi nó cũng cố định mà nó dẫm lên. Chú này đứng dậy tống cho nó một đạp, thằng nhỏ té lăn cù, rồi xách lỗ tai lên tán nó mới bật tai nữa. Thì ông thầy hiện ở cửa, thôi đủ rồi con, bao nhiêu nó chứng tỏ con là thánh quả rồi. Chúng ta thấy là trong lúc mà chúng ta tập trung kỹ mạnh lâu sâu thì chúng ta có thể giống như bất lai. Bất lai thì đâu có tập trung, luôn luôn là thường định. Còn mà tam thiền thì phải tập trung mạnh kỹ lâu sâu, có đề mục, có điều kiện mới đi vào đó được. Mà khi quên mất cái điều kiện rồi thì trở ra phàm phu. Còn bất lai thì người ta hằng hằng nó như vậy, luôn luôn tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú,